Hiện tại là 10 giờ 10 phút phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 và hiện tại thị trường của chúng ta đang có một số các tín hiệu kỹ thuật. Chính vậy nên Hùng có làm một cái bản tin để chuyển hóa đến tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư. Chúng ta đang theo dõi các cái tín hiệu real time của thị trường. Thì như chúng ta đã có phân tích ở trong bản tin, sau khi chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 7 thì chúng ta cũng có nói đến dự báo khả năng ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 23 tháng 7, thị trường của chúng ta sẽ kết thúc nhịp chỉnh cung, test tích lũy ở vùng 1245, điểm sâu hơn thì có thể ép xuống vùng 1233 đến vùng 1235. Và sau những cây nến S đó thì chúng ta sẽ cần những cái dạng cây nến giờ kết thúc phiên với râu nến dưới dài và điểm đóng nến sẽ vượt lại ở trên vùng 1245 điểm. Thì đó là cái nội dung hết sức là quan trọng trong phiên giao dịch của ngày 23 tháng 7. Và tín hiệu real time thì như vậy là sau phiên ATO của phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 tại thời điểm 9 giờ 21 phút thì cũng đã có một số các cái nội dung phân tích liên quan đến xu hướng dòng tiền. Thì điều đó cho thấy rằng là sau phiên ATO, dòng tiền chờ mua đã bắt đầu tăng tích cực và một số đã bắt đầu chuyển hóa sang cái câu chuyện đó là mua chủ động. Hiện tại thì nhóm ngành cổ phiếu banh vẫn đang là trụ cột chính và trong nhịp này thì các anh chị có thể ưu tiên. Chúng ta nhìn thấy là một số các cái mã cổ phiếu đang khá là tích cực, ví dụ MBB, cổ phiếu MSB, cổ phiếu TP Bank và tập trung cho nhịp này. Và gam màu xanh thì nó cũng đang lan sang một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán, nhóm thép, phân đạm hóa chất, dầu khí, bất động sản, dân cư. Và sau gap tăng thì dự kiến bộ ba tham số chung của thị trường sẽ bắt đầu đi lấp gap đúng như cái cách mà chúng ta đã có phân tích ở trong bản tin kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 7. Và tọa độ dự kiến nhịp chỉnh cung sẽ kết thúc ở phiên này, tát nốt tích lũy để phục hồi đi lên. Và để xác nhận chân sóng, các anh chị lưu ý để xác nhận chân sóng thì chúng ta cần dòng tiền mua chủ động quyết liệt để chuyển hóa trạng thái từ cái câu chuyện là quan sát đặt chờ mua cổ phiếu sang trạng thái là chúng ta nắm giữ cổ phiếu. Và khi nào mà cái lượng chuyển hóa này đạt cái lượng đủ lớn, đúng không ạ, đủ lớn ở trong phiên thì đó sẽ là cái thời điểm mà gì, ở thị trường của chúng ta sẽ confirm để xác nhận chân sóng. Còn đối với thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là trong phiên giao dịch, kể từ phiên giao dịch ngày 10 à ngày 20 chờ xem lại nhá, trong phiên giao dịch của ngày 21 22 thì chúng ta nhìn thấy là cái tín hiệu dòng tiền chờ mua tăng trở lại. Thì cái tín hiệu này nó thể hiện cái điều gì? Nó thể hiện cái tâm lý của nhà đầu tư sau khi chốt lãi xong thì đã bắt đầu nhen nhóm quan sát lại thị trường và họ bắt đầu đặt chờ mua cổ phiếu tại những vùng giá thấp. Các anh chị nhá, tại những vùng giá thấp bao giờ cũng như vậy. Bởi vì tâm lý của người mua thì bao giờ cũng sẽ muốn mua giá thấp, tâm lý của người bán thì bao giờ cũng sẽ muốn bán ở giá cao. Vậy thì cái hành vi đầu tiên của nhà đầu tư là họ sẽ đặt ở vùng giá thấp. Sau khi đặt ở vùng giá thấp rồi thì như vậy là họ sẽ tiếp tục quan sát thị trường các cái điểm chỉnh cung test tích lũy. Ví dụ như các anh chị nhìn thấy tại thời điểm hiện tại chỉ số VN Index chúng ta đang sau gap tăng, đúng không ạ? Và VN Index bắt đầu có xu hướng chỉnh chỉnh cung thì cái điểm test gap đầu tiên nó sẽ là vùng 1245 đến vùng 1250. Các anh chị yên tâm, một vài phút tới chỉ số VN Index của chúng ta sẽ test về đây. Đó, và điểm sâu hơn thì có thể SL xuống về đây để ép nốt tất cả những cái nhà đầu tư nào mà họ đã còn bám trụ, thì khả năng khi VN Index của chúng ta nếu mà test sát đến vùng 1233 điểm thì chắc chắn họ sẽ bung hàng. Đó, và sau khi bung hàng thì có thể là gì? Tạo lập họ sẽ dồn lực để coi như là họ đảo chiều xu hướng. Các anh chị lưu ý là như vậy nhá. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ cần để chúng ta theo dõi chúng ta cần theo dõi thêm cái tín hiệu, đúng không ạ? Và đến thời điểm hiện tại thì như cũng đã có phân tích rồi, đây sẽ không phải là cái thời điểm, đây không phải là cái thời điểm mà chúng ta gì ạ, cố bán vị thế cổ phiếu ra. Mà với những cái tài khoản mà chúng ta đang full margin thì các anh chị, hoặc là cái tỷ lệ margin thì ngấp nghé thì các anh chị lưu ý. Còn với những cái vị thế tiền mặt hoặc là với những cái vị thế mà chúng ta đã cầm nắm được những cái mã cổ phiếu tốt rồi thì đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ canh thị trường của chúng ta xác nhận chân sóng để chúng ta đi vào một cái nhịp phục hồi. Thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin mà phân tích cái chân sóng của thị trường tại phiên giao dịch ngày 1, ngày 2 tháng 7 và sau đó lùi lịch về trước thì chúng ta có chân sóng ở phiên giao dịch ngày 22 tháng 4. Đó, và lùi tiếp về trước nữa thì chúng ta có chân sóng ở ngày 1, ngày 2 tháng 11 của năm 2023. Và tất cả những cái nội dung đó thì nó vẫn còn ở trên các cái bản tin hàng ngày, hàng tuần mà các anh chị có thể theo dõi. Với cá nhân của ông Lê thì tất cả nó sẽ tồn tại ở ở trên kênh thôi, chứ chúng ta không có câu chuyện là xóa video này, cắt video kia, nó không có ý nghĩa gì cả, bởi vì cái việc đó nó không hề có một cái ý nghĩa gì cả.
Mà cái việc có ý nghĩa là gì? Đó là chia sẻ kiến thức đó, và chia sẻ tất cả những cái gì nó là chân hành. Thế thôi, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Thì các anh chị lưu ý là như vậy, thì trong bản tin tuần video số 237 thì chúng ta cũng có dự báo là tọa độ của thị trường khả năng nó sẽ chỉnh cung hết ở phiên giao dịch ngày thứ hai là ngày hôm qua và ngày thứ ba là ngày hôm nay. Vậy thì khi mà dòng tiền chờ mua tăng trở lại thì đó sẽ là những cái manh nha đầu tiên để giúp cho thị trường quay trở lại điểm cân bằng, phục hồi và đi lên. Các anh chị lưu ý nhá, đó là những manh nha đầu tiên. Còn để xác nhận sóng, các anh chị lưu ý để xác nhận sóng. Đây các anh chị, để xác nhận sóng thì chúng ta cần cần tín hiệu mua chủ động quyết liệt, nắm giữ cổ phiếu và cái sự chuyển hóa tích cực ở trên nhiều nhóm ngành, và đặc biệt là một số các cái nhóm ngành trụ lực, ví dụ nhóm ngành chứng khoán, ví dụ nhóm ngành banh, bất động sản, thép, nhóm cổ phiếu trụ, đó sẽ là những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành hồi phục đầu tiên để giúp cho thị trường của chúng ta phục hồi. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát cái sự vận hành của thị trường thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta quan sát những cái mã cổ phiếu đó, những cái nhóm ngành đó để chúng ta phân tích và chúng ta dự lượng anh chị nhá. Vậy thì sau gap tăng thì đây các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Chỉ số VN Index chúng ta đang có một cây nến đỏ thứ hai và khả năng nó sẽ đi test lại ở vùng 1250 đến vùng 1245. Đây sẽ là điểm test thứ nhất. Kỳ vọng là test điểm này thì như vậy thị trường của chúng ta khá khỏe để bật đi lên. Còn điểm 2 thì có thể loanh quanh, nó sẽ ép xuống khoảng quanh vùng 1240 hoặc sâu hơn sẽ là vùng 1235. Các anh chị lưu ý chỉ số VN Index sẽ là như vậy. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng đã có phân tích là gì? Dự báo vào phiên giao dịch ngày 23 gap tăng sẽ kéo lên ở vùng 1305 điểm. Thì các anh chị đã thấy điểm 1305 đây chưa? Đó, gap tăng ngay từ đầu phiên và đây chỉ số VN30 chúng ta cũng bắt đầu đi lấp gap và điểm lấp sẽ vùng 1295, điểm sâu hơn sẽ là vùng 1290. Và các anh chị lưu ý đối với chỉ số VN30 chúng ta có nói đến vùng 1290 thì có thể sẽ có những điểm nhún, nhưng cái điểm quan trọng nhất mà các anh chị chúng ta sẽ cần đến chỉ số này có thể test về vùng 1280 hay vùng 1285, cái điều đó nó không quan trọng, nhưng chúng ta có những cây nến giờ kết thúc phiên. Thì ví dụ đây là một cây nến giờ kết thúc phiên, nó mang cái mô típ mà chúng ta đã vẽ đây. Tiếp tục đây là một cây nến giờ kết thúc phiên thứ hai, nó test và nó rút chân lên. Và đây là một cái cây nến giờ thứ ba, nó test và nó rút chân lên. Thì chúng ta cần những cây nến như này. Và tại cái thời điểm mà thị trường của chúng ta tạo đáy thì thông thường nó sẽ có rất nhiều những cây nến kiểu như vậy các anh chị. Và nó cũng phải cần một cái thời gian, bởi vì sau một cái giai đoạn chỉnh cung thì nó sẽ cần thời gian để nó liên tục rút chân như vậy. Rút chân như vậy để làm gì? Để chúng ta hình thành được một cái mặt bằng tích lũy. Và từ cái mặt bằng tích lũy đó thì tất cả các nền giá, các mã cổ phiếu sẽ hình thành cái điểm tích lũy và bắt đầu phục hồi đi lên. Đối với chỉ số phái sinh VN30F1M chúng ta phân tích ở trên chart kỹ thuật M5. Thì đối với chỉ số này như Hùng cũng đã có phân tích rồi, dự báo vào phiên giao dịch của ngày 23 tháng 7 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ có gap tăng và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc ở vùng gap tăng đó sẽ hướng lại vùng 1303, 1305. Thì các anh chị nhìn thấy ngay cây nến, những cây nến M5 đầu tiên của phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số phái sinh của chúng ta đã hướng về vùng 1303 cộng. Thì có hai cách, một là sau khi mà chạm về đây thì nó sẽ test luôn. Đó, nó sẽ test luôn, nó sẽ test luôn về vùng 1295 hoặc điểm sâu hơn sẽ vùng 1290. Hoặc có thể là nó sẽ kéo luôn về vùng 1310 đến vùng 1312 ở đây rồi nó mới test. Thế thì với cái cách vận hành hiện tại như này thì nó đang có xu hướng test các anh chị nhá, và nó đang có xu hướng lấp lại. Thế thì cái điểm lấp của phái sinh hiện tại thì nhìn thấy đang tương đối khỏe, nên có khả năng là phái sinh sẽ lấp nhẹ nhàng lại quanh vùng 1297 rồi. Rồi sau cái điểm lấp đó thì như vậy là gì? Phái sinh của chúng ta sẽ tiếp tục hướng về cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 1310 đến vùng 1312 ở đây. Và trong trường hợp nếu như phái sinh của chúng ta có test về dưới vùng 1290 thì chúng ta sẽ cần những cây nến, đúng không ạ? Những cây nến M5 sẽ là râu nến dưới dài và các điểm đóng nến. Đây các anh chị, đây là một ví dụ. Và rất nhiều các cái ví dụ điển hình tại những cái thời điểm mà gì thị trường chúng ta tích lũy tạo nền tạo đáy. Vậy thì như vậy là phiên giao dịch, tín hiệu phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 với tín hiệu dòng tiền chờ mua đang tăng trở lại tích cực. Thì các anh chị lưu ý là khả năng thị trường chúng ta sẽ tạo đáy ở trong phiên giao dịch của ngày 23 tháng 7. Có thể là nó sẽ lan sang đến trong cái bản tin phân tích tuần, chúng ta dự báo là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải cần cái tín hiệu của ngày phiên ngày hôm nay thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin chiều ngày hôm nay để chúng ta dự báo xem là như vậy cái tín hiệu của phiên giao dịch ngày 23 nó đã kết thúc cái phiên chỉnh cung chưa? Nó đã tạo đáy chưa? Nó đã confirm để xác nhận chân sóng chưa? Thì chúng ta sẽ tiếp tục có cái bản tin, có cái sự trao đổi trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, và cái tín hiệu kết thúc của phiên ngày 23 thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái dữ liệu để chúng ta phân tích cho phiên giao dịch ngày 24 tháng 7.
Thì hiện tại là 10 giờ 10 phút các anh chị nhá, phiên giao dịch ngày 23 tháng 7 có một số các tín hiệu kỹ thuật như vậy. Thì Hùng làm một cái bản tin video ngắn gửi đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư chúng ta tham khảo thêm ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo.